Xin chào các bạn khán thính giả thân mến Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn Tập 20 của bộ truyện kiếm hiệp Thiên Hạc Phổ Tác giả Ngoạ Long Sinh qua giọng đọc của MC Huy Tấn Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 20 của bộ truyện. Chiều hôm đó, Quân Hùng đã kéo đến Thiên Phúc, địa môn của Thiếu Lâm và thấy có bốn tăng lữ tiến ra, vừa như nghênh tiếp, vừa như cản đường. Bọn họ không nói một lời Nhưng cũng không cho hành nhân đi qua An Tiểu Bình ngạc nhiên bèn hỏi Tống Phủ Tống Lão Mấy hòa thượng này làm sao vậy Tống Phủ nói Bọn ta chưa nói rõ Nên tự nhiên là bọn họ không yên tâm rồi Lời vừa dứt thì Lão tiến bước lên trước định tương vấn Nhưng đã nghe Cát Uy cướp lời nói Các vị đại sư Có phải là đệ tử môn hạ của Thiếu Lâm không bốn tăng nhân trung niên đưa mắt nhìn nhau, rồi tăng nhân cao ốm đứng bên trái chấp tay niệm Phật hiệu nói. Không sai, bọn bần tăng là đệ tử của thiếu lầm. Chẳng hay các vị thí chủ xưng hột thế nào. Cát uy nói. Lão Phu là âm dương thủ cát uy của cái bảng. Vị này là hoắc bang chủ của bản bảng. Tăng nhân cho mày hỏi lại. Hoắc bang chủ ư? Cát uy biến sắc Lão nộ khí quát lớn Hòa thượng Người không tin chẳng Tăng nhân chấp tay nói Đích thực là bần tăng không tin Cát uy nộ khí hừ một tiếng rồi nói Hòa thượng Người nói năng với trưởng bối Phải cẩn thận một chút đây nha Tăng nhân này bỗng nhiên phá lên cười một chàng sang sảng rồi nói Thí chủ tự xưng là trưởng bối chẳng hay là dựa vào điều gì vậy Cát uy càng điên tiết Lão lạnh lùng nói Bằng vào sự giao tình giữa lão phù và nhập phàm đại sử Tăng nhân chợt biến sắc Hắn nói Thí chủ Xin hỏi trong võ lâm này Có mấy vị bang chủ cái bang Hoác Minh Phong nghe vậy thì giận mình Lão buồn miệng nói Đương nhiên chỉ có mỗi lão phu là bang chủ cái bảng. Hòa thượng lắc đầu nói: Thế thì không giống rồi. Thôi đại công không nhịn được, lão quát lớn: Tên hòa thượng to gan, ngươi dám vô lễ như thế ư? Nhập Vân trưởng môn của quý tự nói chuyện với bang chủ của ta cũng không dám to gan như thế đâu. Hòa thượng cười nhằn một tiếng rồi nói: Ồ, nói rất hay. Nhưng đáng tiếc là các vị đến muộn một bước. Phương Tuyết Nghi thấy tình thế như vậy thì kinh ngạc thầm nghĩ. Xưa này thanh quy giới luật của thiếu lâm tự vang danh khắp thiên hạ. Bây giờ chứng kiến thì thật là khác lạ. Nghĩ đoạn chàng buồn miệng hỏi. Sao ai đến muộn? Phải chăng thiên ma nữ đã khống chế bọn họ? Hòa thượng nhìn qua Phương Tuyết Nghi rồi cười nhạt nói thiếu lâm tự là nơi nào mà thiên ma nữ có thể khống chế bọn ta chứ? Cát uy tiếp lời. Thế người nói đến muộn là có ý gì? Hòa thượng nói. Tối hôm qua, hoặc bang chủ của cái bang đã đến tệ tự rồi. Hòa thượng vừa dứt lời thì bọn hoắc minh phong đều bất giác dùng mình, toàn thân ngơ ngẩn như phò tượng Bàng chủ cái bàng hoắc Minh Phong kêu thất thành, sao lại có chuyện như thế chứ? Thôi đại công cũng tiếp lời, đại hòa thượng, người nói có thật không? Hòa thượng chấp tay nói, đại tử Phật môn đương nhiên là không dám nói dối lừa người. Cát uy dịch mục quang nhìn qua hoắc Minh Phong và nói, bàng chủ, xem ra quả thật là có người làm khó bản bàng rồi. Hoắc Minh Phong nói, khá lắm, bạn tòa cũng muốn xem kẻ đó là nhân vật nào. Lão quét đôi tình quang nhìn qua bốn hòa thượng rồi nói tiếp. Đường kìm thế gian, chỉ có một bàng chủ cái bàng là hoắc mỗ. Phiền các vị đại sư mau thông báo với nhập vân trưởng môn, nói rằng có hoắc mỗ theo hẹn mà đến. Hòa thượng cười nhặt một tiếng rồi nói Chuyện này mới thật là kỳ quái này. Hòa thượng có thân hình lực sĩ đứng bên cạnh tiếp lời à, Không sai, chuyện này quả thật là rất kỳ quái. Trông mấy vị khí thế bất phàm, không giống hạng người bại hoại. Hòa thượng ốm gật đầu nói à, Sư đệ, chúng ta phải thương lượng một chút. Hòa thượng to lớn nói dù hình chúng ta có cần đi thông báo không có thể có hiểu lầm trong chuyện này rồi hòa thượng ốm trầm ngâm một lát rồi nói hiểu lầm thì chưa chắc nhưng tất nhiên là có thật có giả rồi hòa thượng to lớn phá lên cười rồi nói thế ai là thật hòa thượng ốm lắc đầu nói ai mới biết được chứ An Tiểu Bình không nhịn được nên lớn tiếng nói. Đương nhiên vị này là thật rồi. Chẳng lẽ là các vị không có mắt ư? Hòa thượng to lớn nói. Tiểu thí chủ là đồng bọn với bọn họ. Thì làm sao nói bần tăng tin được? An Tiểu Bình nói. Vậy làm thế nào đại sư mới tin? Hòa thượng ốm mỉm cười nói. Rất đơn giản. Các vị lùi xuống núi Chờ trưởng môn của bổn tự điều tra rõ mọi chuyện Rồi hãy trở lên Hoác Minh phòng nộ khí quát lớn Hừ, Nói bệnh Làm sao có kẻ giả mạo lão phù được Chỉ sợ rằng các người dắp tầm làm khó người khác đấy thôi Hòa thượng to lớn nói thế chủ xem tăng nhân của thiếu lâm tự Như hạng bại hoại trên giang hồ chẳng An Tiểu Bình lạnh lùng tiếp lời ta thấy cũng chẳng khác là bao đâu. Hòa thượng ốm nghiêm túc nói, tiểu thí chủ to gan khinh thị tăng lữ của thiếu lầm tự, mà không sợ thanh quy giới luật của bổn tự trừng trị chẳng. An tiểu bình thảm nhiên nói, thanh quy giới luật của các vị thì có căn hệ gì đến ta? Hòa thượng ốm nói, buộc thí chủ vào bổn tự lãnh tội, sao lại nói vô can? an tiểu bình nhìn qua phương tuyết nghi rồi nói phương huỳnh chuyện này thật không phương tuyết nghi gật đầu nói vị đại sư này nói không sai thiếu lầm tự lãnh đạo võ lầm nên đích thực là không cho phép người ngoài vù tội cho mình an tiểu bình nói phương huỳnh nếu tài hạ không nhận tội thì sao phương tuyết nghi nói tăng lữ thiếu lầm sẽ truy bắt hiền đệ an tiểu bình mỉm cười nói bọn họ muốn truy bắt ư dựa vào bốn tên hoạt thượng chẳng ra gì này chẳng. phương tuyết nghi biết là nàng thuận miệng nói ra một cách vô tâm nhưng như thế là đắc tội với tăng nữ thiếu lầm tự rồi do vậy chàng đành gượng cười nói hiền đệ chúng ta là khách từ xa tới tốt nhất là chớ làm cho chủ nhân tức giận mới được an tiểu bình trầm ngâm một lát rồi bỗng nhiên phá lên cười khanh khách một chàng rồi nói. Phương Huỳnh, nếu không muốn tiểu đệ gây sự, thì cứ để mặc bọn họ vậy. Tuyết Nghi chỉ mỉm cười mà không nói gì thêm. Lúc này Thôi Đại Công hắng giọng rồi nói với bốn vị hòa thượng. Trong thiên hạ, chỉ có một bàng chủ cái bàng. Sau bốn vị đại sư không vào thông báo cho nhập vân đại sư một tiếng và bảo kẻ ra mạo cũng ra gặp một thể đi. Hòa thượng ốm nhìn qua hòa thượng to lớn rồi nói. Sư huynh, lão thí chủ này nói cũng có lý đấy. Hòa thượng to lớn gật đầu nói. Không sai, tốt nhất là chúng ta mời trì khách sư thúc rồi... Hòa thượng này hơi ngừng lại một lát rồi nói tiếp. Nhưng chuyện vị tiểu thí chủ kia miệt thị bản tự thì chúng ta không thể bỏ qua hai hòa thượng từ đầu đến giờ chưa nói một lời lúc này bỗng nhiên cất bước tiến về phía an tiểu bình một hòa thượng có thân hình cao to tướng mạo hùng mạnh còn hòa thượng kia có thần thái nhợt nhạt tựa như người mang đại bệnh lâu ngày hòa thượng cao to bước đến trước mặt an tiểu bình rồi lớn tiếng quát tiểu thí chủ người tự nhận tội hay muốn bần tăng dùng chân tay để mời An Tiểu Bình thảm nhiên mỉm cười nói. Cái gì? Hòa thượng người muốn động thủ với ta ư? Ừ? Hòa thượng cao to lạnh lùng nói. Bần tăng không muốn tranh cãi với người. Nếu người muốn ít nếm mùi đau khổ, thì tốt nhất là hãy ngoan ngoãn đi nhận tội đi. An Tiểu Bình phá lên cười khanh khách rồi nói. Ồ, hòa thượng người đang nằm mộng chẳng. Hòa thượng cao to nháy mắt với hòa thượng xanh xào, rồi bỗng nhiên cả hai tung người bước tới trước An Tiểu Bình. Phương Tuyết Nghi cũng đứng bên cạnh An Tiểu Bình, nhưng chàng không có ý xuất thủ. Thì ra chàng muốn xem thử võ công của An Tiểu Bình như thế nào. Hai hòa thượng bất ngờ tập kích, nhưng Tiểu Bình xem như chẳng có chuyện gì. Nàng mỉm cười và chờ hai hòa thượng xuất thủ chộp vào vai của mình, thì mới lạnh lùng nói. Hai hòa thượng các người thật là không biết xấu hổ. Hãy cút đi cho ta. Chỉ thấy song thủ của nàng khẽ động, thì hai hòa thượng kia đã tựa như hai quả cầu lăn tròn ra ngoài xa. Hiếu thủ của hai hòa thượng đầu buồn xuôi, chứng tỏ rằng là đã bị thọ thường. Hoác Minh Phong kinh ngạc kêu lên. Kinh khí của vị lão đệ này quả nhiên là lợi hại. An Tiểu Bình mỉm cười nói. Bàng chủ quá khen rồi. Lúc này hòa thượng to lớn chợt biến sắc, hắn nói, tiểu thí chủ, ngươi gây ra đại họa rồi đấy. An tiểu bình nói, cái gì là đại họa? Bọn chúng muốn đả thương ta mà võ công lại quá kém cỏi như vậy. Trong khi ta chẳng hề vung tay múa chân gì, lẽ nào còn phải trách ta? Thôi đại công tiếp lời. Không sai, thiếu lầm tự là thái sơn bắc đầu trong võ lầm xưa này khí độ quảng đại <laughs> nhưng mà hôm nay lão phù tận mắt trông thấy thì chỉ toàn là một hạng chẳng ra gì thế này lão hơi ngừng lại một lát rồi nói với hòa thượng tòa lớn hòa thượng hay đồng bọn của người đã bị vị an lão đệ này dùng cương khí chấn thương nếu không mau hồi tự chữa trị thì hai cánh tay tất là sẽ tàn phế đấy hai hoạt thượng to lớn và ốm đều tỏ vẻ không tin nên chỉ nghi mà không trả lời ngay. An Tiểu Bình mỉm cười nói: "Thôi láo tiền bối, không phải là bọn họ bị cương khí phản chấn mà thọ thường đâu. Bởi lẽ văn bối căn bản không luyện cương khí hộ thể mà." Thoạt tiên Phương Tuyết Nghi cũng ngỡ là nàng luyện cương khí hộ thể, bây giờ nghe vậy thì buồn miệng nói: "Vậy thì hiện đại làm thế nào mà đả thương bọn họ?" An Tiểu Bình mỉm cười nói. Đây là bí mật của tiểu đệ. Nếu là người khác hỏi thì nhất định tiểu đệ sẽ không trả lời đâu. Phương Tuyết Nghi liền nói. Nếu không tiện nói ra thì hiện đệ không trả lời cũng chẳng sao. Tiểu Bình nói. Phương Huỳnh đã hỏi thì đương nhiên là tiểu đệ theo sự thật mà nói ra rồi. Nàng hơi ngừng lại một lát rồi nói tiếp. Thực ra tiểu đệ chỉ dùng thủ pháp đàn chỉ điểm huyệt để điểm huyệt đạo của bọn họ mà thôi. Tuyết nghi ngẩn người, chàng chưa kịp nói thì Hoắc Minh Phong đã lên tiếng. Ăn lão đệ, sao lão phu không thấy người xuất thủ gì? Tiểu Bình nói, văn bối giấu song thủ trong tay áo rồi co ngón tay lại búng ra nên đương nhiên là mấy vị nhìn không thấy. Hoắc Minh Phong có vẻ không tin lắm, nhưng cũng không tiện truy vấn. Phương Tuyết Nghi thì bán tín bán nghỉ, nhưng chàng cảm thấy nơi này đông người và việc Tiểu Bình không muốn nói ra môn võ công đó cũng là lẽ thường tình, nên chàng chỉ mỉm cười nói. Hiện đại, thương thế của hai vị hòa thượng kia có nghiêm trọng lắm không? An Tiểu Bình nói, không nặng, sau hai canh giờ thì huyệt đạo tự giải, nhưng Bỗng nhiên nàng mỉm cười một cách thần bí rồi nói tiếp. Nếu không có ai biết cách phá giải được thủ pháp điểm huyệt này, thì tốt nhất là đừng vọng tưởng giải huyệt cho hai hòa thượng kia. Thì ra lúc này hòa thượng ốm đã tiến đến định giải huyệt cho hai hòa thượng đồng bọn. Nhưng hắn chưa kịp đưa tay lên thì đã nghe mấy câu của An Tiểu Bình vừa nói. Vì vậy bất giác hắn thối lui ra sau mấy bước. Hòa thượng to lớn chào mày nói tiểu thí chủ. Ngươi nói sau hai canh giờ thì huyệt đạo sẽ tự giải. Chuyện này có thật không? An Tiểu Bình nói. Thật thì sao nào? Ngươi cũng muốn nếm chút mùi vị của thủ pháp điểm huyệt này chăng? Các uy tiếp lời. Hòa thượng, tốt nhất là ngươi hãy kiên nhẫn một chút. Nếu không thì cả bọn các ngươi... Nhất thời bốn hòa thượng không biết nói gì mà chỉ đưa mắt nhìn nhau nhưng vị thế vẫn đứng ngăn chặn đường đi lên thiếu lâm tự phương tuyết nghi thấy vậy thì không nén được tức khí chàng trầm giọng nói các vị không nói năng gì mà chặn đường như thế cũng được gọi là đệ tử thiếu lâm tự xảo. hòa thượng to lớn và hòa thượng ốm nghe vậy thì đưa mắt nhìn nhau kế đó là hòa thượng ốm nói tiểu thí chủ bọn bần tăng phụng mệnh chấn thủ ở nơi này không cho bất kỳ người nào qua dù tiểu thí chủ dùng kế kích tướng thì bọn bần tàng cũng đành chịu thôi. Tuyết nghi thầm nghĩ. Khá lắm, bọn họ định rời trò vô lại đây. Nghĩ thế, nhưng ngoài miệng của chàng nói. Nhị vị đại sư có công hàm dưỡng thật là cao thầm. Chỉ có điều, tại hạ chẳng có khả năng nhẫn nại như là các vị. Lời chưa dứt, thì đột nhiên chàng tung người tới trước. Hữu thủ chộp về phía hòa thượng to lớn, đồng thời miệng quát lên đã nói tốt không được, vậy thì tại hạ đành đắc tội vậy. Hòa thượng này thấy đối phương nhằm vào mạch môn của mình mà chụp, thì hử một tiếng, rồi trở tay chụp vào cổ tay của đối phương. Hắn xuất thủ cũng có mấy thành hỏa hầu, nhưng đáng tiếc là đã chọn sai đối thủ. Chào thủ của Tuyết Nghi đi đường nửa đường, thì bỗng nhiên biến thể và điểm ngay vào kiêm tĩnh huyệt của đối phương. Hòa thượng to lớn chật biến sắc hắn định lách người thối lùi nhưng đã quá muộn. Chỉ lực của Phương Tuyết Nghi vừa mới phát thì toàn thân hòa thượng này đứng yên bất động như phò tượng. Hòa thượng ốm không ngờ trình độ võ công của Tuyết Nghi cao cường như thế nên hắn ngẩn người một lúc rồi mới nói. Quả nhiên là tiểu thí chủ có năng lực hơn người. Nhưng bần tăng không tin là thí chủ có thể tiến lên được thiếu lầm tự. Lời chưa dứt thì hắn vùng quyền đánh tới ngay. Tuyết Nghi thấy vậy thì mỉm cười, trang nhẹ nhàng vùng hữu thủ lên, rồi bình thản đẩy ra một trường. Một trường rất ư là nhẹ nhàng, nhưng lực đạo uy mãnh đến độ, bình sinh hòa thượng ốm này chưa từng gặp thấy bao giờ. Chỉ nghe hắn kêu lên một tiếng thê thảm, rồi thổ huyết tươi, và cuối cùng là ngã lăn ra đất. Phương Tuyết Nghi quay sang nói với Hoác Minh Phong. Hoác Bang Chủ, chúng ta không cần bọn họ thông báo nữa rồi, lão Phù không chào Hoác Minh Phong trả lời, lão đã xài bước tiến lên thiếu lầm tự. Hoác Minh Phong không ngờ tuyết nghi xuất thủ có uy lực như thế, nên bất giác xứng người một lúc rồi mới nói. Tiểu huynh đệ, trường lực của người khiến lão Phù vô cùng thán phục. Lão hơi ngừng lại rồi nói tiếp. Chúng ta xông lên thiên phúc địa môn này, chỉ sợ rằng sẽ kích động chúng tăng của thiếu lầm tự thôi. Lát nữa nếu tăng nhân của thiếu lâm tự trách hỏi chuyện này, thì phương lão đệ không cần lên tiếng. Cứ để lão Phu đảm nhận, có được chứ? Phương Tuyết Nghi mỉm cười nói, Bàng chủ, vãn bối đến đây tuy là tương trợ cho thiếu lầm, nhưng vãn bối không phải là người sợ chuyện, nên đành tâm lĩnh hảo ý của bàng chủ mật hồi. Hoác Minh Phong thấy chàng cự tuyệt thì đành gượng cười nói, <cười> Vương Lão Đại không quen biết nhiều tăng lữ thiếu lầm tự, nên Lão Phu có ý muốn làm sạch chút tiểu tiết vừa rồi, cho đôi bền mật hồi. Bây giờ Lão Đại Người đã nói như vậy, thì Lão Phu còn biết nói gì nữa chứ? Nói đoạn Lão phá lên cười một chàng, rồi phóng bước lên thiếu lầm tự. Quần hùng lần lượt cất bước theo sau. Khi bước qua chỗ hòa thượng ốm đang nằm dưới đất, thì Cát Uy lấy ra một viên hoàn đan chuyên trị nội thương bỏ vào miệng của hòa thượng này. Tuyết Nghi thấy vậy thì rất cảm động. Chàng thầm nghĩ, không ngờ người thâm trầm như Cát Uy mà tâm địa lại nhân tử như vậy. Chàng đang suy nghĩ, chợt nghe An Tiêu Bình nói, Phương Huỳnh, chúng ta cũng đi thôi. Phương Tuyết Nghi nhìn lên, thấy bọn Tống Phù và bang chủ cái bang đã đi rất xa, nên ngượng cười nói, Hiền đệ, chúng ta mau đuổi theo bọn họ để cùng nhập tự. Hai người lập tức phóng bước truy theo. An Tiểu Bình vừa lướt đi vừa khẽ nói. Phương Huỳnh, Tiểu Đệ nghe ra mẫu nói, thiếu lâm tự không cho nữ nhân vào. Chẳng hay chuyện này có thật không? Phương Tuyết Nghi cũng á khẩu, thì ra chàng cũng chẳng rõ chuyện này như thế nào. Một lúc sau chàng mới nói. Ờ, hiền đệ, hiện tại hiện đại đang mặc y phục cải trang nam nhân. Dù bọn họ có quy định như vậy, cũng chẳng sao mà. Tiểu Bình nói, Tiểu Đạ sợ bọn họ phát hiện ra thôi. Tuyết Nghi nói, làm sao có thể chứ? Tiểu Bình trầm ngâm không nói gì thêm, lúc này hai người cũng đã đến Sơn Môn rồi. Bọn Tống Phù hoặc Bang Chủ đang đứng trước Sơn Môn, một lúc sau thì hai cánh sơn môn của thiếu lầm tự chậm rãi mở ra. Còn hùng nhìn vào thì thấy một lão một tăng tóc bạc, thân hình như hộ pháp đang đứng giữa cửa. Thôi đại công đứng trước tống phủ nên vừa thấy lão hòa thượng xuất hiện thì lão với cung thủ hành lễ nói. Xin chào đại sư. Lão hòa thượng chấp tay giữa ngực nói. A-di-đà-phật, có phải các vị vừa gọi cửa không? thôi đại công nói không sai phương tuyên nghi thầm nghĩ tại sao bọn họ lại không biết hòa thượng này lão hòa thượng nhìn thôi đại công một lúc rồi lạnh lùng tiếp lời lão thí chủ có biết đây là nơi nào không thôi đại công ngạc nhiên lão nói thiếu lầm tử lão hòa thượng lại niệm phật hiệu rồi nói Lão thí chủ đã biết là thiếu lầm tự, mà tại sao lại có hành động ngang ngược như vậy? Thôi đại công nói, lão phu có gì là ngang ngược đâu? Lão hạ thượng nói, tự tiện xông lên sơn môn mà không phải là ngang ngược à? Thôi đại công phá lên cười một chàng rồi hỏi, đại sư có phải là tăng lữ của thiếu lầm tự không? Quả nhiên là Thôi Đại Công không biết người này. Trong tình thế thì hình như Hoắc Minh Phong và Tống Phù cũng không biết. Lão Tăng trầm ngâm một lát rồi nói. Đương nhiên Lão Nạp là môn hạ của thiếu lầm tự rồi. Nếu không thì làm sao có thể ở đây nói chuyện với các vị. Thôi Đại Công tiếp lời. Tài chồng đại sư rất là lạ. Lão Phu quen biết không ít tăng lữ thiếu lầm tự. Nhưng xưa này chưa từng gặp đại sư bao giờ. Lão Tăng thảm nhiên mỉm cười nói. Lâu nay lão nạp ở trốn điển viên, rất ít lên tung sơn, nên các vị không biết cũng chẳng có gì kỳ lạ. Thôi đại công à một tiếng rồi nói. Thì ra là như vậy. Bỗng nhiên Tống Phủ bước lên trước cùng thủ hỏi. Xin hỏi đại sư xưng hồ thế nào? Lão Tăng nhìn Tống Phù hồi lâu rồi nói Nhập Thánh Đại Sử Tống Phù hỏi tiếp Nhập Vân Trưởng Môn là người nào của Đại Sử? Nhập Thánh Đại Sử nói Trưởng Môn Nhân là Tam sư Đệ của Lão Nạp Tống Phù lại cung thủ hành lễ nói Nói vậy Đại sư là vị cao tăng đã nhường ngôi vị trưởng môn để sống an cư năm xưa. Nhập Thánh Đại Sư chớp chớp song mục, lão khẽ nói. Chuyện xưa đã qua rồi, lão thí chủ còn nhắc đến làm gì? Bỗng nhiên lão nhớ đến điều gì nên hỏi trầm ngâm một lát rồi nói. Tôn tánh đại danh của lão thí chủ sừng hồ thế nào? Làm sao biết chuyện năm xưa của lão nạp? Tống Phủ nói. Tại hạ là Tống Phủ, Nhập Thánh Đại Sư suy nghĩ rồi nói. Lão Nạp xuất ra từ nhỏ, tuy gửi thân trốn sư môn, nhưng xưa này không qua lại với nhân vật võ lầm. Đó cũng chính là lý do mà năm xưa không dám tiếp nhận chức vị trưởng môn. Tống Thí Chủ đã biết chuyện xưa của Lão Nạp, thì nhất định phải là nhân vật có danh vọng trong võ lầm. Tống Phù nói, <laughs> không dám, đại sư quá lời rồi. Lúc này Phương Tuyết Nghi mới hiểu rõ vì sao mấy vị tiền bối này không biết Lão Tăng nhập thánh kia. Thì ra vị đại sư này xưa nay không hề lai vãng với nhân vật võ lầm. Tống Phù chỉ qua Thôi Đại Công bên cạnh và nói Đại sư, vị này là trưởng lão của cái bàng. Danh hiệu là ô y thần tấu Thôi Đại Công. Thôi Đại Công cung thủ nói Thôi mỗ, cũng đã nghe thịnh đức của đại sư từ lâu. Nhập thánh đại sư chấp tay niệm Phật rồi nói, Lão nạp bất tài nên giả chết nhường hiền. Đây vốn là chuyện nội bộ, thí chủ nhắc lại khiến lão nạp hổ thẹn vô cùng. Lão ngừng lại rồi quét mục quang nhìn qua quần hùng một lượt. Phương Tuyết Nghi cảm thấy hai đạo thần quang của lão tăng như nhiếp hồn, khiến đối phương không dám nhìn lại bất giác chàng thầm nghĩ huyền công nội lực của vị đại sư này thật là tinh ảo vừa nghĩ đến đây thì trận nghe nhập thánh đại sư nói lão thí chủ thế mấy vị thí chủ này là người thế nào thôi đại công mỉm cười nói vị này là bang chủ cái bang nhập thánh đại sư ngạc nhiên hỏi lại bang chủ cái bang Hoắc Minh Phong liền cung thủ nói: "Tại hạ Hoắc Minh Phong, xin tham kiến đại sư." Nhập Thánh đại sư chau mày nói: "Chuyện này kỳ quái rồi." Tống Phù mỉm cười nói: "Đại sư có điều gì không rõ chẳng?" Nhập Thánh đại sư nói: "Trong tịnh thất của Phương Trọng Bổn tự, hiện có một vị bàng chủ cái bàng Sao ngoài này cũng có một vị bàng chủ cái bàng nữa vậy. Hoắc Minh Phong cung thủ nói, thiên hạ chỉ có một vị bàng chủ cái bàng, chính là Hoắc Mỗ bất tài này. Nhập Thánh Đại Sư nói, như vậy thì Lão Nạp cảm thấy mơ hồ rồi. Hoắc Minh Phong lạnh lùng tiếp lời, trong tịnh thất của quý phương trượng là kẻ giả mạo, Đại Sư đừng để bọn chúng quả mặt. Nhập thánh đại sư nói Làm sao biết người đó là giả mạo Lão thí chủ Chuyện này Lão nạp không phân biệt được Hoác Minh Phong ngẩn người Lão nói Nói vậy có nghĩa đại sư cho rằng Tại hạ là kẻ giả mạo chẳng Nhập thánh đại sư nói Điều đó rất khó nói Cát Uy nghe vậy thì cười nhạt Xen vào đại sư là cao tăng đắc đạo lời như vậy mà cũng nói ra được thật là khiến cho người ta quá thất vọng nhập thánh chào mày hỏi thí chủ xưng hột thế nào cát uy nói tại hạ cát uy là đệ tử cái bàng nhập thánh đại sư mỉm cười nói cát thí chủ giữ chức vị gì trong cái bàng cát uy lạnh lùng nói một trong tứ đại trưởng lão nhập thánh đại sư nói oh, địa vị cũng cao đây chứ cát uy lạnh lùng nói sợ rằng còn kém địa vị của đại sư trong thiếu lầm tự nhiều nhập thánh đại sư chấp tay nói không dám lão thí chủ quá khen rồi lão hơi ngừng lại rồi quay sang nói với hoắc minh phòng hoắc bang chủ chuyện thí chủ có phải là bang chủ cái bang hay không rất dễ giải quyết. Chỉ có điều, không biết người đạt thương đệ tử bổn tự là vị trưởng lão nào trong quý bang vậy. Hoắc Minh Phong cười hà hả rồi nói, <laughs> Người đạt thường đệ tử quý tự chính là... Lão vốn muốn nói chính là Hoắc Mỗ, nhưng lời vừa đến miệng thì chợt nhớ lời dặn dò của Phương Tuyết Nghi trước đó nên bất giác ngừng lại. Phương Tuyết Nghi thấy vậy thì lập tức lên tiếng. Đại sử, chính văn bối là người đả thương đệ tử quý tự. Nhập thánh đại sư ngạc nhiên, lão nhìn Tuyết Nghi từ chân lên đầu và mỉm cười nói. Là tiểu thí chủ ư? Ừ. Phương Tuyết Nghi nói. Không sai, chính là vạn bối. Nhập thánh đại sư hỏi tiểu thí chủ là đệ tử của môn phái nào? Phương Tuyết Nghi lắc đầu nói. Vạn bối không thuộc võ lâm cựu đại môn phái. Nhập thánh đại sư có vẻ không tin. Lão nhìn qua Hoác Minh Phong và hỏi. Vị tiểu thí chủ này có thật không phải đệ tử của cựu đại môn phái không? Hoác Minh Phong cười hà hả một chàng rồi nói. Đương nhiên là không phải rồi. Nhưng nếu Hoắc Mỗ nói ra lai lịch sư mồn của vị thiếu hiệp này, thì nhất định đại sư sẽ biết. Nhập Thánh đại sư nói, Chuyện này... xưa này, lão nạp không lai vãng với nhân vật võ lầm, nên lời lão thí chủ vừa nói, có lẽ hơi thái quá rồi. Hoắc Minh Phong nói, Đại sư từng nghe về Trần Hy Chính, Trần Đại Hiệp hay chưa? nhập thánh đại sư chợt biến sắc, lão chấp tay niệm Phật hiệu rồi nói. Phải chăng là kiếm thần Trần Đại Hiệp? Hoắc Minh Phong nói, khắp thế gian chỉ có một vị kiếm thần Trần Hy Chính, nên đương nhiên là không thể có người khác giả mạo. Nhập Thánh Đại Sư chấp tay bái Phương Tuyết Nghi rồi nói, Tiểu Thí Chủ là truyền nhân của kiếm thần thật ử. Ừ. Phương Tuyết Nghi cung thủ nói Kiếm thần chính là tiên sư Đại sư có quen biết không? Nhập thánh đại sư nói Lão Nạp đã nghe danh Trần Đại Hiệp từ lâu Nhưng không có duyên tường ngộ Quả thật là chuyện gì hận cả đời Lão hơi ngừng lại Rồi hỏi Phương Tuyết Nghi với vẻ ngạc nhiên Tiểu thí chủ Trần Đại Hiệp đã quỳ tiền rồi chẳng Phương Tuyết Nghi gật đầu nói. Đúng vậy, tiên sư đã tả thế hồi hai tháng trước. Nhập Thánh Đại Sư thở dài một hơi rồi nói. Lão nạp vô duyên, kiếp này không được gặp kiếm thần thật rồi. Lão hơi ngừng lại rồi nói tiếp. Tiểu thí chủ đã là truyền nhân của kiếm thần, thì chuyện đả thương nhằm đệ tử của bản tự cũng nên bỏ qua thôi. Phương Tuyết Nghi ngạc nhiên thầm nghĩ. Uy dũng và nhân đức của sư phụ quả nhiên rất được võ lâm đồng đạo kính ngưỡng. Ngay cả thiếu lầm cũng xem trọng sư phụ như vậy. Thì ngày sau ta không thể làm bất cứ chuyện gì sai trái. Nghĩ đoàn chàng cung kính nói. Đại sư, vạn bối nhất thời lỡ tay. Nếu mà có chỗ nào đắc tội với quý tự, thì vạn bối xin nguyện chịu trừng phạt vậy. Nhập thánh đại sư thấy chàng khiêm tốn và lễ phép, thì rất cảm động. Lão nói, Tiểu thí chủ, môn quỳ thiếu lầm tự tùy nghiêm, xưa nay đệ tử thiếu lầm tự cũng không để người ngoài ức hiếp. Nhưng bổn tự vạn phần kính phục ân đức duy trì võ lầm chính đạo của kiếm thần Trần Đại Hiệp. Do vậy dù tiểu thí chủ có lỡ mạo phạm đến giới luật của bổn tự, thì cũng không nên để tâm. Lão Tăng nhìn qua Hoắc Minh Phong rồi nói tiếp thí chủ đã cùng đến với truyền nhân của Trần Đại Hiệp, thì có lẽ là băng chủ cái băng thật rồi. Hoắc Minh Phong thầm nghĩ, khá lắm, vì họa thượng này tin phục Trần Đại Hiệp như thế, thì sợ rằng bên trong tất có nguyên nhân. Nghĩ đoạn lão mỉm cười nói, đại sư quả nhiên là người sáng suốt, chỉ có điều đại sư định xử trí như thế nào về nhân vật giả mạo đang ở trong tịnh thất của quý tự. Nhập Thánh đại sư không ngờ Hoắc Minh Phong hỏi câu này, nên ấp úng nói: "Chuyện này chuyện này lão nạp nghĩ, trưởng môn Phương Trượng tự có cách an bài, thí chủ không cần phải lo lắng." Hoắc Minh Phong mỉm cười nói: "Đại sư, Hoắc mỗ Mộ có một câu này, nói ra xin đại sư chớ trách nha." Nhập Thánh đại sư nói: "Xin lão thí chủ cứ nói." Hoắc Minh Phong nói, Tùy quý tự không muốn làm khó dễ kẻ ra mạo Hoắc Mỗ, nhưng Hoắc Mỗ thì không thể bỏ qua cho hắn. Nhập Thánh Đại Sư không am tường chuyện giang hồ, nên nghe vậy thì nhìn hỏi, Tại sao? Hoắc Minh Phong đáp, Hoắc Mỗ cho rằng, người đó nhất định là hạng bất hiếu của bản bảng. Do vậy Hoắc Mỗ muốn vạch mặt hắn, và trừng trị theo bang quy để thị chúng nhập thánh đại sư như ngộ già lão nói đúng vậy sao lão nạp lại không nghĩ đến chuyện này nhưng đây là chuyện nội bộ của quý bàng lão nạp không tiện hỏi đến hoặc minh phong nghe trả lời như vậy thì nghĩ thầm vị đại sư này căn bản không hiểu chuyện hiểm khích trên giang hồ tuy lão nói là không hỏi đến nhưng cũng chưa phải là đại diện cho lập trường của phái thiếu lầm tốt xấu thế nào ta cũng phải buộc lão hứa một lời. Để lát nữa gặp nhập vân trưởng môn, sẽ tiện đường ăn nói. Chủ ý đã định, Hoặc Minh Phong liền nói ngay. Đại sư nói là phái thiếu lâm không muốn xen vào chuyện nội bộ của tệ bàng phải không? Nhập thánh đại sư là người chân thật, nên tự nhiên là không hiểu được thâm ý của đối phương. Do vậy lão mỉm cười nói, Quý phái có phản đồ, thì đương nhiên thiếu lầm tự không thể giúp cho phản đồ rồi. Nếu không, chẳng phải bổn tự đi ngược với võ lầm chính đạo sao? Tống Phù chợt lên tiếng. Đại sư, chúng ta có thể nhập tự tham kiến quý phương trượng không? Nhập Thánh Đại sư mỉm cười nói. À, có gì là không thể chứ? Tống Phù tiếp lời. Vậy thì phiền đại sư tiếp dẫn bọn tệ hạ nha. Nhập thánh đại sư chợt bật cười rồi nói Ồ, oh, Mời các vị thí chủ vào trong Lão nạp bế quan tọa thiền lâu quá Nên quên cả đạo lý ứng tiếp Thật là đắc tội Đắc tội rồi Tống Phù và hoắc Minh Phong dẫn đầu quần hùng Bước qua sơn môn vào thiếu lầm tự Phương Tuyết Nghi dõi theo mục quang nhìn xung quanh Thì thấy cổ tùng chọc trời trồng hai bên thạch đạo Cách năm bước thì có một đệ tử cầm thiền trượng đứng rất nghiêm túc. Rõ ràng vì đối phó với thiền mà nữ mà thiếu lâm tự đã chuẩn bị rất nghiêm túc. Đệ tử toàn tự đã được điều động và luôn phiền phòng vệ. Đoàn người vòng qua mấy gian bảo điện thì rẽ qua một thiền viện bên phải. Nơi này có hoa trúc lừa thừa, cảnh sắc rất thanh nhã u tịch. Phương Tuyết Nghi ngước nhìn lên thì thấy trước cửa mắt nguyệt của thiền viện có bốn sa di chấp kiếm đứng hầu với thần thái nghiêm trọng. Nhập Thánh Đại Sư bước lại nói với bốn sa di. Màu thông báo với trưởng môn nhân là có hoặc bang chủ thật sự của cái bang đến. Phương Tuyết Nghi thầm nghĩ, lão trưởng này thật là quá trung thực, sao lại nói những lời như thế được? Sợ rằng kẻ ra mạo trong tịnh thất của phương trượng nghe vậy thì sẽ bỏ trốn thổi tuy trong lòng cảm thấy bất ổn nhưng không tiện nói ra. Hoắc Minh Phong lại kêu lên, khoan, đại sư nói vậy thì sự tình sẽ có chút bất ổn đấy. Nhập Thánh đại sư ngạc nhiên hỏi, tại sao? hắn vốn là kẻ giả mạo mà. Hoắc Minh Phong nói, xin đại sư suy nghĩ kỹ cho, nếu mấy lời này lọt vào tai của kẻ giả mạo thì e rằng nhập vân trưởng môn sẽ khó làm người đứng ngoài cuộc nhập thánh đại sư suy nghĩ rồi nói thí chủ nói cũng có lý lão nạp bảo bọn chúng không nói như thế là được lão quay sang nói tiếp với bọn sa di mau vào báo cáo với trưởng môn nhân rằng có truyền nhân của kiếm thần cầu kiến một trong bốn sa di chấp tay hành lễ rồi lập tức đi vào tịnh thất không đầy một khắc sau thì sa di này trở ra và lớn tiếng nói trưởng môn nhân sẽ tự thân xuất ngành đích thân trưởng môn thiếu lầm ra ngành tiếp khách là chuyện rất ít có đối với nhân vật võ lầm theo lẽ thì bọn họ không cần tỏ ra tôn kính đối với một nhân vật võ lầm hậu học nhưng bây giờ tự thân trưởng môn nhân xuất ngành thì đủ thấy ảnh hưởng của kiếm thần đối với võ lầm như thế nào rồi Phương Tuyết Nghi nghe vậy thì rất ngạc nhiên. Chàng định lên tiếng ngăn cản thì thấy nơi cửa tịnh thất đã xuất hiện ba vị tăng nhân, niên kỳ đầu ngoài thất tuần. Lão tăng đi giữa lớn tiếng hỏi. Vị thí chủ nào là đệ tử của kiếm thần? Lão nạp nhập vần xin có lời chào. Phương Tuyết Nghi vội cung kính hành lễ và nói. Văn bối là Phương Tuyết Nghi xin bái kiến trưởng môn đại sư nói đoạn chàng ngẩng đầu nhìn lên thì thấy nhập vân đại sư rất cao to tuy dâu tóc bạc như cước nhưng thần thái vẫn uy nghi nhập vân đại sư nhìn tuyết nghi một lúc rồi mỉm cười nói tiểu thí chủ kiếm thần trần đại hiệp vẫn khỏe mạnh chứ phương tuyết nghi khẽ nói tiên sư đã tạ thế rồi nhập vân đại sư kinh hãi không thôi hồi lâu sau lão mới nói cái gì Trần Đại Hiệp đã đã Phương Tuyết Nghi bèn thuật lại một lượt chuyện sư phụ của chàng bị bệnh lâu năm mà quy tiền hai tháng trước Nhập vân đại sư nghe xong thì tỏ ra rất xúc động Lão thở dài một hơi rồi nói Một đời hiệp nghĩa Mà sau không được trưởng thọ chứ Lão nạp thật vô cùng thương xót Lão Hòa Thượng dâu dài tới ngực đứng bên trái nhập vân đại sư lên tiếng. Chuyện này không thể nói ra ngoài. Chủ môn nhân có muốn mời mấy vị thí chủ này vào trong không? Nhập vân đại sư chấp tay nói. Nào, xin mời chư vị thí chủ mau vào trong. Lúc này mục quang của lão chợt dừng lại nơi hoắc Minh phòng và Tống Phủ. Lão bất giác sững người và nói tiếp. Đây chẳng phải là Hoác Bằng Chủ sao? hoắc minh phong cười lớn rồi nói ồ oh, nhãn lực của trưởng môn quả nhiên là hơn người trưởng môn chưa quyền hoắc mỗ thật là khiến cho hoắc mỗ khoan khoái vô cùng nhập vân đại sư trao mày và tự nói lầm bầm thật là kỳ quái chuyện này thật là kỳ lạ hoắc minh phong tiếp lời chuyện gì kỳ lạ chứ phải chăng có người giả mạo hoắc mỗ Nhập Vân Đại Sư lắc đầu nói. Không phải là giả mạo, mà là thay thế thân phận bàng chủ. Hoác Minh Phong liền hỏi. Người đó đang ở đâu? Thần sắc của Nhập Vân Đại Sư chật trầm xuống. Lão nhìn qua Lão Tăng bên trái và nói. Nhập Pháp Sư Đại, mau vào giữ kẻ mạo danh thay thế. Nhập Pháp Đại Sư không chờ cho nghe hết câu, mà quay người lướt vào bên trong nhập vân trưởng môn thở dài một hồi rồi nói tiếp không ngờ lão nạp đã bị yêu nữ này qua mặt nếu hoặc băng chủ không đến thì hậu quả thật là khó tưởng tượng nói đoạn lão dịch mục quang nhìn qua tống phủ tống phủ liền mỉm cười và nói trưởng môn có nhận ra lão thâu nhì này không Nhập vân đại sư cũng mỉm cười nói: Thí chủ là nhân vật giã hạt, chẳng hay hôm nay sao lại giá lầm tệ tự? Đạt mà trần kinh đã không còn ở tàng kinh các, nếu thí chủ muốn hạ thủ thì e rằng sẽ bất như nguyện thôi. Tống phù phá lên cười một trận rồi nói: oh, Trưởng môn, lão thu Nhi đến đây nào có ý trộm của trừ vị vật gì đâu. Dù các vị có mở rộng cửa hoặc là dâng đạt ma chân kinh, thì lão thầu nhì này cũng không cần rồi. Nhập vân đại sư cũng cười hà hả rồi nói. Thí chủ khéo nói rồi. Chẳng qua là lâu nay không gặp nên lão nạp mới nói đùa như vậy mà thôi. Thí chủ cứ tưởng là thật. Lời chưa dứt thì lão đã quá người bước vào bên trong. quân hùng cũng lần lượt bước theo sau mọi người vừa vào đến một dàn Phật điện nguy nga thì thấy nhập pháp đại sư đang vội vàng chạy ra. Nhập vân đại sư liền chậm giọng hỏi, bọn chúng tẩu thoát rồi chẳng? Nhập pháp đại sư gật đầu nói, trong tịnh thất không thấy một bóng người. Tiểu đệ đã hạ lệnh cho đệ tử phong tỏa và lùng sục toàn tự. Nhập vân đại sư nói, sợ rằng phải phiền sư đệ đích thân đi một vòng mới được. Nhập pháp đại sư chấp tay nói, tiểu đệ tuần mệnh. Nói đoạn lão quay người bước đi ngay. Nhập vân đại sư quay sang nói với Hoác Minh Phong, Hoác Bàng Chủ, nhất thời lão nạp bất cần nên để bọn chúng chạy thoát. Thật là đắc tội quá lớn với các trừ vị. Hoác Minh Phong tuy rất hậm hực trong lòng nhưng ngoài miệng vẫn nở nụ cười và nói. Trưởng môn nhân khéo nói rồi, bản bàng có hạng bất tiểu như vậy mà phải phiền đến đệ tử của quý tự. Chuyện này khiến hoắc mỗ vô cùng hổ thẹn. Nói đến đây thì quần hùng đã vào tới thiền phòng. Nhập vân đại sư lần lượt mời mọi người an tọa, rồi chỉ qua An Tiểu Bình nói. Hoặc bang chủ, vị tiểu thí chủ này có phải là độ đệ mới thầu của bang chủ không? Thì ra mọi người quá đông nên An Tiểu Bình vẫn chưa được giới thiệu. Lúc này Hoác Minh Phong nghe vậy chỉ mỉm cười lắc đầu nói. Trưởng môn, Hoác Mỗ tu hành cả đời cũng không tìm được một đồ đệ nào có tử chất như vậy. Nhập vân đại sư nhìn hỏi. Vậy vì tiểu thí chủ này là môn hạ của vị cao nhân nào? Hoắc Minh Phong bị hỏi cũng ngớ người, lão nói: "Chuyện này thì Hoắc Mỗ cũng không biết." Nhập Vân đại sư càng ngạc nhiên, lão kêu lên: "Bang chủ cũng không biết ư?" Hoắc Minh Phong chỉ qua phường Tuyết Nghi và nói: "Vị an công tử này là chỗ trì rào của Phường Lão đệ." Trưởng môn nhân cứ hỏi Phường Lão đệ thì ắt sẽ rõ phương tuyết nghi vội cung thủ nói trường môn không cần nghi ngờ vị an huynh đại này đích thực là bằng hữu của vạn bối nhật vân đại sư tỏ ra rất là tin tưởng tuyết nghi do vậy lão mỉm cười nói oh, thì ra là an thí chủ an tiểu bình gấp người hành lễ và nói vạn bối an bình xin tham kiến trưởng môn đại sư thì ra là nàng sợ bị bại lộ thân phận, phạm vào giới luật, không cho nữ nhân nhập tự của thiếu lâm tự. Nên khi giới thiệu, nàng lượt bỏ bớt một chữ tiểu trong tên của mình. Nhà vân đại sư chấp tay hành lễ và nói, An thí chủ là môn hạ của vị cao nhân nào? An Tiểu Bình mỉm cười nói, Xưa nay gia đình vẫn sống ở Nam Hải. Lúc nhỏ tuy có theo tiền phụ luyện qua mấy chiều quyền cước nhưng chẳng qua là để hộ thân mà thôi. Đại sư hỏi như vậy khiến văn bối hổ thẹn vô cùng. Tống Phủ tiếp lời. Trưởng môn, bọn tài hạ đến đây không phải để nhân đàm. Nếu trưởng môn định hỏi ra thế xuất thân của từng người, thì Tống Mỗ phải cáo biệt thôi. Nhập vân đại sư gượng cười nói. Thí chủ không tích khẩu đức như vậy, mà chẳng sợ khi xuống địa ngục bị cắt lưỡi sao? Tống Phù cười lớn rồi nói Ồ, oh, đó là chuyện sau này Theo Tống Mỗ thấy Thì chẳng đáng để quan tâm chút nào Hiện tại Tống Mỗ Mộ có một chuyện đại sự Muốn thỉnh giáo trưởng môn đây Nhập vân đại sư ngạc nhiên hỏi Có chuyện gì vậy? Tống Phù hỏi ngay Khi nào thì thiên mạng nữ đến? Nhà vân đại sư trao đôi mày bạc suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Lão nạp chỉ biết, à sẽ đến trong một ngày gần đây. Nhưng khi nào đến, thì lão nạp không thể biết được. Lúc này bỗng nhiên Hoác Minh Phong phá lên cười một chàng rồi nói. Trưởng môn, thiên ma nữ đã chỉ dành khiêu chiến, thì à, sợ rằng, à sẽ không quang minh chính đại mà đến quý tự đầu. Nhà vân đại sư gật đầu nói thí chủ nói cũng có lý. Lão Nạp cũng đã từng hoài nghỉ, đây là dụng tâm bày ngụy kế của thiên ma nữ. Hoác Minh Phong hỏi lại, dụng kế gì? Nhập Vân Đại Sư nói, có thể, à muốn mượn cơ hội này để tiêu diệt trước một bộ phận của cao thủ võ lầm. Hoắc Minh Phong buột miệng nói, thiên ma nữ quả nhiên là nhân vật to gan. Nhập vân đại sư tiếp lời. Không sai, yêu nữ này rất to gan. Nhưng... Lão hơi ngưng lại rồi nói tiếp. Lão nạp cảm thấy kỳ quái. Là yêu nữ này ẩn cư đã nhiều năm. Bây giờ, tại sao bỗng nhiên lại xuất diện khiêu chiến? Hoặc Minh Phong liền nói. Đại sư không biết nguyên nhân vì sao thiên ma nữ phải ẩn cư sao? nhập vân đại sư lắc đầu nói lão nạp không được rõ lắm hoác minh phong nhìn qua phương tuyết nghi và nói vì khi đó sư phụ của phương lão đại là trần đại hiệp vẫn còn tại thế nhập vân đại sư nói thì ra là như vậy cát uy chật xen vào đại sư còn có một chuyện mà e rằng đại sư cũng liệu tính sai rồi Nhập vân đại sư ngạc nhiên hỏi. Sai chuyện gì? Cát uy nói. Thiên Ma nữ đã sớm ngấm ngầm phát triển thường lực trong võ lầm rồi. Nhập vân đại sư gật đầu nói. Không sai. Bàn phái chẳng qua là nơi mà yêu nữ đó nhắm đến trước mà thôi. Lão dịch mù quang nhìn quanh một lượt rồi nói tiếp. Giờ này thiếu lầm được võ lâm đồng đạo kính ngưỡng ngoài thuộc hạ của thiên ma nữ giả thì còn ai dám xem thường bản tự như vậy chứ? Nghe khẩu khí của lão thì dường như thiếu lâm tự đã phải chịu thiệt thòi điều gì? hoặc Minh Phong nói, trưởng môn, xưa này quý tự có quy định không cho phép nữ nhân nhập tự. Vậy thuộc hạ của thiên ma nữ tất phải là nam nhân. Nhập vân đại sư nói, là một nữ thí chủ chừng 17-18 tuổi. Hoác Minh Phong hỏi tiếp, võ công của người này rất cao cường phải không? Nhập vân đại sư nói, rất cao cường. Nữ thí chủ này đột nhập vào bản tự, làm thọ thương năm cao thủ, mà còn, mà còn, Hoác Minh Phong trao mày nói một thiếu nữ 17-18 tuổi, sao lại lợi hại như thế? Lão Phù thật khó có thể tìm được. Lúc này nhập thánh đại sư cũng xen vào. Lão thí chủ, nữ thí chủ kia tuy còn trẻ, nhưng võ công quả thật là vô cùng lợi hại. Nhập vân đại sư thở dài một hơi rồi tiếp lời. Cao thủ của bản tự bị ả à đạt thương 5 người. Nếu nhập pháp sư đệ không đích thân xuất thủ thì không biết A con đã thương bao nhiêu người nữa. Hoắc Minh Phong nói: Thuộc hạ của Thiên Ma nữ mà có võ công cao cường như vậy, thật khiến lão phủ khó có thể tìm được. Nhập Vân đại sư nói: Bang chủ không tìm cũng chẳng có gì lạ. Nếu lão nạp không tận mắt mục kiến thì cũng không thể tìm. Hoắc Minh Phong nói: thiếu nữ kia ngoài việc đến chuyển tin thì còn có nói gì nữa không nhập vân đại sư hơi biến sắc lão trầm ngâm một lát rồi nói bàng chủ không phải lão nạp không muốn nói nhưng vì đây là chuyện riêng của bản tự nên không tiện cho người ngoài biết hoắc minh phong nói trưởng môn không muốn nói giả thì à, thôi vậy lão hơi ngừng lại rồi bỗng nhiên quay sang nói với Phương Tuyết Nghi. Ờ, lão đệ, năm xưa lệnh sư từng đánh bại ngũ mà, nhưng chẳng hay lệnh sư có nói trò lão đại biết võ công của thiên ma nữ cao cường như thế nào không? Phương Tuyết Nghi lắc đầu nói, chuyện này thì văn bối chưa từng nghe tiên sư nói qua bao giờ. Hoắc Minh Phong lộ vẻ ngạc nhiên, lão hỏi lại, lệnh sư không nhắc đến nữa. Phương Tuyết Nghi nói Vạn bối không dám nói dối bang chủ Nhưng đích thực là tiên sư không hề nói Võ công của bọn họ cao thấp như thế nào Trận nghe Cát Uy phá lên cười một chàng Rồi lão nói Ồ, oh, lão Phu đã hiểu ra rồi Hoắc Minh Phong liền hỏi Hiền đệ hiểu ra điều gì Tại sao Trần Đại Hiệp không nhắc đến chuyện này hử ừ? Cát Uy nói Trong mắt Trần Đại Hiệp thì có lẽ bọn thiên ma nữ căn bản không đáng để nhắc đến. Hoắc Minh Phong sững người, lão kêu lên. Đơn giản thế sao? Cát Uy nói. Thì ngoài lý do này, tiểu đệ không nghĩ ra nguyên nhân nào khác khiến Trần Đại Hiệp không nói với truyền nhân của mình về võ công của ngũ mà. Nhật Vân Đại Sư chấp tay niệm Phật rồi nói. Lão Nạp nghĩ đến một điều, nhưng chẳng biết là có chính xác hay không. Hoắc Minh Phong nói, xin đại sư cứ nói đi. Nhập Vân đại sư nói, phương thí chủ niên kỳ còn khá là trẻ, thịnh khí còn cao. Trần Đại Hiệp không nhắc đến võ công của ngũ mà là có thể không muốn phương thí chủ mạo hiểm quyết đấu với bọn chúng. Hoắc Minh Phong mỉm cười nói. Đại sư nói đúng rồi. Lão Phùa cũng vừa nghĩ đến điều này. Phương Tuyết Nghi nghe vậy thì nghĩ thầm. Chỉ sợ rằng các vị đều đoán sai cả thôi. Tiên sư không nói là vì võ công của ta đã thành nên ngũ ma không phải là đối thủ của ta đấy thôi. Tuy nghĩ như thế nhưng chàng vẫn cảm thấy không tiện nói ra. Nhập Vân đại sư nói bang chủ đã phán đoán ra mà không muốn nói rõ đủ thấy bang chủ rất là trọng đức khiêm tốn. Lão nạp tuy nhập Phật môn, nhưng vẫn chưa tẩy sạch được danh lợi. Thật là đắc tội nhiều quá. Dư âm chưa dứt thì thấy bà hòa thượng trung niên xuất hiện nơi cửa tịnh thất. Nhập vân đại sư trao mày hỏi. Các người có chuyện gì? Hòa thượng đứng trước chấp tay cung kính nói. Khơi bẩm trưởng môn sư bá, kẻ mạo xưng bang chủ cái bàng đã thoát ra khỏi bổn tự rồi nhập vân đại sư biến sắc lão kêu lên cái gì đã thoát đi rồi sao hòa thượng trung niên nói thoạt tiên pháp quà sư huỳnh phát hiện được nhưng vì võ công của đối phương quá cao cường tuy pháp khoa sư huỳnh xoáy lĩnh bảy tám đại tử ngăn chặn nhưng đối phương vẫn thoát đi được nhập vân đại sư truy vấn hiện Pháp Qua đang ở đâu? Tăng nhân trung niên nói, Pháp Qua Sư Huynh bị đánh trọng thương, hiện đang được cứu trị trong sư tổ ảm. Thần sắc của Nhập Vân Đại Sư chợt biến, lão nói, có chuyện như thế sao? Chợt nghe Nhập Thánh Đại Sư hỏi xen vào, đệ tử Tuần Sơn đã có hồi báo chưa? Tăng nhân trung niên lắc đầu nói, Ờ, chưa có tin tức gì. Nhập vân đại sư nghiêm giọng nói. Pháp nhân, hãy truyền khẩu lệnh của ta. Báo đệ tử toàn tự phải tăng cường lục soát. Tăng nhân được gọi là pháp nhân liền chấp tay nói. đệ tử tuân mệnh. rồi cùng hai tăng nhân kia quay bước đi ra. Hoắc Minh Phong nhìn theo thở dài một hơi rồi nói. trưởng môn vì phản đồ của bản bang mà phiền đến nhiều cao tăng của quý tự, thật là khiến Hoắc Mỗ cảm thấy vô cùng bất an. Nhập Vân đại sư chấp tay nói, "Bang chủ nói vậy cũng khiến lão nạp cảm thấy bất an rồi. Chuyện này càng nói càng xấu hổ. Lão nạp phân biệt không rõ nên mới để kẻ giả mạo lọt vào đây. Bây giờ lại không cầm giữ được đối phương." Bản tự thật là có lỗi với bang chủ. Hoắc Minh Phong nghe vậy thì vội đứng lên cung thủ nói. Trưởng môn, danh tiếng của thiếu lầm trong võ lâm quả nhiên là không hư truyền. Hôm nay được chứng kiến sự khiêm nhường của trưởng môn, hoặc mỗ rất khâm phục. Thôi Đại Công và Cát Uy cũng vội đứng lên hành lễ với thái độ rất cung kính. Nhập vân đại sư đáp lễ rồi cười lớn nói. Bàng chủ quá khách khí rồi. Chờ cho đôi bên an tọa trở lại, thì Tống Phù mới mỉm cười nói, Trưởng à, môn, Lão Phù có một chuyện xin thỉnh giáo đây. Nhật Vân Đại sư liền hỏi, Thí chủ muốn thỉnh giáo chuyện gì chăng? Tống Phù vỗ vỗ vào bụng và nói, à, Thì à, dường như ngũ tạng của Lão Phù phải được tu bổ lại rồi. Phương Tuyết Nghi An Tiểu Bình nghe vậy thì phá lên cười một chàng. Nhập vân đại sư cũng nhịn không được. Lão vừa cười vừa nói. <cười> Thế chủ nói rất là hay. Lão nạp thật là quá sơ suất rồi. Nói đoạn lão quay ra ngoài và lớn tiếng nói. Màu chuẩn bị cơm chay ở chai phòng. Một lát sau nhập vân và nhập thánh đại sư mời mọi người xuống chai phòng dùng bữa. Tống Phu chụp lấy bầu rượu rót liền uống 10 chung rồi nói. Hảo tiếu! hảo tiếu! không ngờ trong thiếu lâm tự mà cũng có loại đào tiểu thanh này. Phương Tuyết Nghi rất ít uống rượu, nhưng hôm nay chàng cũng uống hai chung. Khi quần hùng ăn uống no say thì trời đã ngả hoàng hồn. Nhập vân đại sư mời mọi người sang một tịnh thất khác, nơi này đèn đuốc sáng choàng, trà hương đã bày biện sẵn, nên quần hùng có thể vừa uống trà vừa đàm đạo. Một lát sau thì thấy pháp nhân hòa thượng xuất hiện với thái độ rất là khẩn trương. Nhập vân đại sư trao mày hỏi. Pháp nhân, có chuyện gì mà khẩn trương vậy? Pháp nhân hòa thượng nói. Khởi bấm trưởng môn nhân, đệ tử của bàn tự phái đi lại bị hại thêm 10 người nữa rồi. Nhập vân đại sư liền hỏi có biết kẻ nào hạ độc thủ không? Pháp nhân hòa thượng nhìn qua Hoắc Minh Phong rồi nói Những đệ tử bị hại đều có trưởng ấn giữa ngực Theo đệ tử phán đoán thì đối phương thi triển một loại thủ pháp cực kỳ Nhập Thánh Đại Sư nghiêm giọng nói Pháp nhân, có lẽ người đã đoán ra loại võ công này Thế tại sao người không nói ra? Pháp nhân hòa thượng ấp úng nói Chuyện này um, Chuyện này đệ tử không dám nói bừa Pháp Thanh quát lên Tại sao Pháp Nhân Hòa Thượng lại nhìn qua Hoác Minh Phong Rồi ấp úng nói Có Có Hoác Bang Trụ ở đây Nếu nếu đệ tử nói giả Há chẳng phải Hoác Minh Phong đã đoán được ít nhiều Lão cười hà hả một chàng rồi nói <laughs> tri khách đại sư không cần khó xử loại trưởng pháp đó là tội tâm trường của bản bang phải không phương Tuyết nghi thẩm nghĩ Thế ra vị hòa thượng này là tri khách trong thiếu lầm tự pháp nhân tri khách nghèo hoắc minh phong nói vậy thì liền tiếp lời bảng chủ nói rất chính xác loại trưởng pháp mà vãn bối phán đoán chính là tội tâm trưởng của quý bảng Nhập Vân đại sư trầm sắc diện hỏi. Pháp nhân, ngươi có tận mắt trông thấy không? Pháp nhân Tri khách nói: "Đệ tử tận mắt mục kiến." Nhập Vân đại sư nói: "Như vậy, kẻ hạ độc thủ chính là nhân vật giả mạo hoặc bang chủ lúc nãy phải không?" Pháp nhân Tri khách chấp tay nói: "Đệ tử cũng phán đoán như vậy." Nhập vân đại sư suy nghĩ một lát rồi nói Truyền khẩu lệnh của ta Bảo rằng trưởng lão các đường Hãy tập trung tại là hán đường Bản tọa muốn đích thân xem thử Kẻ giả mạo hoặc bằng chủ Rốt cuộc là nhân vật nào Phương Tuyết Nghi thầm nghĩ Xem ra lão hòa thượng này Đã động chân khí rồi Pháp nhân chỉ khách nói Tuân mệnh Rồi định quay đi nhưng ngay lúc đó Hoác Minh Phong chợt đứng lên gọi lớn Khoan đã Nhập vân đại sư cho mày hỏi Bang chủ còn muốn chỉ giáo thêm điều gì chẳng Hoác Minh Phong nói Phản đồ của tệ bàng đã thương đại tử của quý tử Thật là khiến cho lão phu vô cùng bất an Nếu tiếp tục làm kinh động trưởng lão các đường Thì há chẳng phải Hoác mỗ càng thêm đắc tội sao Do vậy...